Nga ẩn ý chuyện bị ai đó hại khi đứng ra giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân. Trên trang cá nhân, Thúy Nga đăng tải một bài viết khá dài, tỏ thái độ bức xúc của mình dành cho một người mà bản thân từng tin tưởng. Theo đó, thời gian qua, sau khi đứng ra giúp đỡ cựu ca sĩ Kim Ngân, nữ danh hài còn được một sư cô hỗ trợ cho đàn chị sống tại chùa. Những tưởng lòng tốt cùng chung chí hướng, nhưng nào ngờ đến một ngày, vị sư cô muốn giành quyền chăm sóc Kim Ngân, thậm chí còn nhận các khoản tiền từ thiện được các khán giả quyên góp. Không dừng lại tại đó, sư cô còn bất ngờ quay clip tố cáo Thúy Nga dọa mình. Trước động thái quá đáng này, nữ danh hài đã lên tiếng cho biết cuộc đối thoại với nhau đều được cô ghi lại. Đồng thời Thúy Nga cũng không ngờ rằng một người chân tu thờ Phật lại có những hành động đi ngược lại đạo tu hành. Cô bức xúc viết, cô ơi, cách của cô đã làm thì cộng đồng mạng họ thấy và họ tự phân tích ra. Cô bị chỉ trích nhiều thì bây giờ cô nghĩ đâu ra cái ý niệm là con hăm dọa cô là vì nhờ cộng đồng mạng mạnh lắm, công phục cô sát đất luôn. Bữa hôm con nói chuyện với cô, con không quay video, nhưng con thu âm để giữ lại cho mình một chút cái bằng chứng. Để sau này nhờ cô có hại con thì con biết mà lường. Ai dè cô hại con thiệt luôn. Cô muốn nghe lại cuộc hội thoại không? Con mở lại cô nghe. Cô khoác cái áo đẹp mà sao cô nói chuyện cứ sai từ đoạn livestream cho đến hôm nay luôn à. Các tượng Phật nơi trang nghiêm cô ở đều chứng kiến được những gì cô đã làm trước đây và hiện tại. Cả vong linh chết oan ức, họ cũng nắm tay chị Kim Ngân về đây để mọi người thấy cô rõ hơn. À cô ơi, người chân tu mà không nói lời chân thật thì có bị phạt tội gì không à? Trái tim và lòng từ bi cô cất đâu rồi? Mặc dù không nhắc đến đích danh vị sư cô, nhưng nhiều khán giả từng theo dõi hành trình giúp đỡ, tìm cuộc sống mới mà Thúy Nga dành cho Kim Ngân, đều nhận ra được nhân vật này. Có không ít người cho biết họ nhận ra được hành vi đáng ngờ của vị sư cô hay sự phản ứng kịch liệt của Kim Ngân. Khi không muốn về chùa với lý do bị sư cô đuổi, tất cả những điều này khi phát hiện ra đều khiến dân mạng vô cùng tức giận. Cặp áo vàng này ngửi mùi danh lợi, chùa gì mà có sư cô chết trong nhà không? Không biết nguyên nhân, hẹn gì mới mấy ngày là Kim Ngân chạy mất dép. Mình xem lại cuối tập 22, đầu tập 23, mình thấy cô Kim Ngân nói không biết bao nhiêu lần là không muốn về chùa vì sư cô đuổi. Cố lên Nga ơi, mọi người nhìn thấy và hiểu cho Nga, đừng buồn nữa nghe Nga. Hiện tại bài viết đang thu hút khá nhiều sự quan tâm từ khán giả và hầu hết đều dành sự ủng hộ cho nữ danh hài. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.